5 quốc gia sẵn sàng đổ máu vì Việt Nam chống lại cả thế giới. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, trong một cuộc khảo sát 180 quốc gia, Việt Nam được bình chọn đứng thứ 9 trong top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới năm 2021. Nói là vậy thôi, nhưng trong quá khứ, đất nước thân yêu của chúng ta đã trải qua vô số những cuộc chiến tranh khốc liệt vô cùng gian khổ. Và Tuyệt Mật tự hào là một con dân đất Việt, bên ngoài thì hiền lành thân thiện, bên trong sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Đã đụng là phải độ, và đã chiến là phải đấu, hết mình luôn chứ không sợ nước nào. Vậy quý vị có thắc mắc, đâu là những quốc gia yêu mến Việt Nam nhất hay không? Họ sẵn sàng đổ máu, chia ngọt sẻ bùi với Tổ quốc của chúng ta. Quý vị tin hay không? Hãy cùng Tuyệt Mật tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay để xem đâu là những quốc gia thân thiện với Việt Nam nhất nhé! Quốc gia thứ nhất, Cuba. Dù cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, nhưng khoảng cách không ngăn được Cuba và Việt Nam. Những quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa dành cho nhau vì những tình cảm sâu nặng nhất, những ân tình không thể nào quên. Câu nói, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, của Chủ tịch Fidel Castro, sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết anh em gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước. Chủ tịch Fidel Castro đã trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong chuyến thăm lịch sử đầu tiên tới Việt Nam vào tháng 9 năm 1973, Fidel đã 5 lần phát biểu rất dài, trực tiếp bày tỏ tình cảm rất yêu mến, sự ủng hộ hoàn toàn, triệt để, mạnh mẽ nhất đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đứng trên đồi 241 Cam Lộ, Quảng Trị, Fidel đã vứt cao lá cờ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Các đồng chí hãy đem lá cờ bách chiến bách thắng này cắm giữa Sài Gòn. Chưa đầy 2 năm sau, điều đó đã thành sự thật. Dịp đó, Fidel đã tặng Việt Nam 5 công trình trị giá 80 triệu USD. Khách sạn chất lượng quốc tế Thắng Lợi, 150 phòng ở Hồ Tây, Hà Nội để đón tiếp khách tới thăm. Bệnh viện Đa khoa Hiện đại Đồng Hới 500 giường ở Quảng Bình để chữa chạy cho các chiến sĩ miền Nam và đồng bào vùng chiến tranh ác liệt nhất. Trại bò được giống Mocada ở Ba Vì, trại bò sữa giống Mộc Châu và trại gà giống ở Tam Đảo và những con giống tốt nhất và trang thiết bị hiện đại nhất để phát triển chăn nuôi bò, gà, phục vụ đời sống nhân dân. Con đường Xuân Mai phục vụ đi lại khi cần sẽ biến thành đường băng cho máy bay chiến đấu, cũng là một khoản ngoại tệ để Việt Nam mua thiết bị hiện đại, mở rộng đường Hồ Chí Minh, chuẩn bị tổng tấn công mùa xuân năm 1975. Trở lại Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 năm 1995, Fidel xúc động bày tỏ giấc mơ của Hồ Chí Minh khi người nói không có gì quý hơn độc lập tự do và đến ngày thắng lợi ta sẽ xây dựng đất nước 100 lần to đẹp hơn đã được thực hiện bằng cả trái tim của mình. Tôi muốn ôm hôn tất cả những anh hùng có mặt ngày hôm nay và cả những anh hùng đã được nhắc đến ở đây. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối cùng, ngày 22 tháng 2 năm 2003, sau khi nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong hai chuyến thăm trước, Fidel bày tỏ thật thán phục những gì đồng chí đạt được sau quãng thời gian tương đối ngắn, từ đất nước bị chiến tranh tàn phá. Có lẽ vẫn còn nhiều khó khăn luôn có, nhưng chẳng khó khăn nào thắng nổi ý chí quyết tâm, tính nhẫn nại, tinh thần lao động quên mình của dân tộc tuyệt vời này. Đến tháng 7 năm 2012, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro Ruz đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Các cuộc hội đàm, hội kiến trong thời gian chuyến thăm đã diễn ra trên tinh thần tin cậy anh em. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ mọi mặt giữa hai đảng, hai nước và những biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thúc đẩy các giải pháp hợp tác kinh tế, thương mại phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước. Tình yêu của Fidel với Việt Nam không chỉ thể hiện qua gần 100 bài phát biểu mà còn được thể hiện qua những gì ông đã bày tỏ trong cuộc tiếp xúc với lãnh đạo và nhân dân ta. Trước hết phải nhắc tới tình cảm đặc biệt của Fidel đối với Bác Hồ. Mặc dù hai vị lãnh tụ đã không có dịp gặp nhau, nhưng có một sự đồng nhất về lý tưởng, tư duy, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, nhân cách, tình cảm giữa hai vị nhân. Không biết bao nhiêu lần, Fidel đã bày tỏ trước công chúng về tình yêu, sự kính trọng và ngưỡng mộ đặc biệt đối với Bác Hồ. Fidel từng cử phái viên mang sang Việt Nam biếu Bác những món quà đặc biệt như là giống ếch Cuba khổng lồ, máy làm kem tối tân cùng nguyên liệu Cuba mới nhập.
Ông Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao từng chia sẻ không thể nào quên được những giây phút đón tiếp Fidel đến viếng Bác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba ngay sau khi tin Bác qua đời. Chứng kiến gương mặt ông ấy thật đau buồn và xúc động. Ông ngồi lại rất lâu để hỏi chuyện về Bác, bày tỏ vô cùng nuối tiếc vì chưa được gặp Bác. Fidel đã cử hai người bạn chiến đấu thân thiết trong số 5 nhà lãnh đạo cao nhất của Cuba là các tư lệnh cách mạng Che Guevara và Ramiro Valdés sang viếng Bác ở Hà Nội. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên một lần nữa, ông lại hết lời ca ngợi đạo đức, thiên tài và công lao to lớn của Bác Hồ đối với Việt Nam cũng như là đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Rồi giọng ông trùng xuống. Chúng tôi chỉ có một nỗi đau là không đến được Việt Nam trước ngày 3 tháng 9 năm 1969. Không có may mắn lớn được trực tiếp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi vô cùng khâm phục. Nhưng chúng tôi được đền bù là đã được gặp và tiếp xúc và gần gũi với nhân dân Việt Nam và thấy được phản chiếu trong nhân dân Việt Nam sự nghiệp của người. Những lời giáo huấn của người, sự giáo dục, công lao và tấm gương của người, chủ nghĩa anh hùng và đức tính khiêm tốn của người. Cuba luôn là nước đi tiên phong và nổi bật nhất trong phong trào thế giới ủng hộ Việt Nam chống ngoại xâm. Không có quốc gia nào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu, sự ủng hộ hết lòng sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam bằng những hành động cụ thể, phong phú về mọi phương diện, nhiệt tình, triệt để, thiết thực, liên tục, ngày càng mạnh mẽ từ trung ương đến cơ sở trên khắp cả nước như Cuba. Cuba là nước đầu tiên trên thế giới thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam với hệ thống tổ chức từ trung ương tới cơ sở, là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cho phép mặt trận thành lập cơ quan đại diện ở La Habana với quy chế về ngoại giao, cung cấp mọi phương tiện, kinh phí hoạt động. Cuba cũng là nước đầu tiên của đại sứ tới trình quốc thư và là nước đầu tiên cử nhà báo tới thăm vùng giải phóng miền Nam. Cuba đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ hào hiệp, vô tư trong khi còn nghèo, thiếu thốn, phải thực hiện chế độ tem phiếu và nhận viện trợ của nước ngoài. Không thể thống kê các hoạt động đa dạng đoàn kết với Việt Nam đã được tổ chức ở Cuba từ trung ương đến địa phương. Cũng không biết bao nhiêu đường phố, trường học, nhà máy, công viên ở Cuba mang tên Việt Nam. Có thể nói, không có nước nào lại thể hiện tình đoàn kết chiến đấu, sự ủng hộ hết lòng sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam bằng những hành động cụ thể, phong phú, nhiệt tình, triệt để, thiết thực, mạnh mẽ, liên tục trên khắp cả nước như Cuba. Tình cảm đó có 102 trong lịch sử, là hình mẫu cao đẹp, cần được xây dựng trong quan hệ quốc tế hiện đại. Quốc gia thứ hai, Nga. Mỗi chặng đường đi lên của dân tộc Việt Nam đều có người bạn lớn là Liên bang Xô Viết, sau này là Liên bang Nga. Hàng triệu người Việt Nam đã có tình cảm sâu nặng với đất nước và con người xứ sở Bạch Dương. Nếu lấy cột mốc thời gian từ năm 1920 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở Paris và đọc được bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, gọi tắt là luận cương Lenin, đăng trên tờ báo Le Humanité, nhân đạo, cho đến nay đã hơn 100 năm, người đã sung sướng muốn khóc lên vì tìm thấy con đường đi của dân tộc. Từ đó người đã hoàn toàn tin tưởng Lenin đi theo con đường của chủ nghĩa Mác Lenin. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo quốc tế Cộng sản, người đã được đặt chân đến đất nước Xô Viết vào tháng 6 năm 1923 và ở lại đó đến tháng 10 năm 1924. Trong những ngày giá bút của Moscow, người đã đến viếng và đưa tang Lenin, lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản thế giới. Lenin mất rồi, nhưng Bác chẳng dừng chân. Người đã cùng giai cấp vô sản chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, hạnh phúc của nhân loại. Cho đến những ngày cuối đời, tình cảm của người đối với Lenin và đất nước Xô Viết vẫn sâu sắc, cao cả, mặn nồng. Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản là nơi mà những người Cộng sản Việt Nam ưu tú được học tập, đào tạo, sau này trở thành những người lãnh đạo đảng như là Trần Phú, Hà Huy Tập, v.v. Mối cơ duyên đó của hai dân tộc đã được các thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong những ngày cả dân tộc ta căng mình với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa. Hàng vạn khoa học, sinh viên, kỹ thuật viên, công nhân lao động Việt Nam đã được gửi đi đào tạo tại xứ sở Bạch Dương. Hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược, thuốc men, nhu yếu phẩm, cùng với hàng nghìn chuyên gia trên các lĩnh vực của Liên Xô đã được gửi sang Việt Nam nhằm giúp đỡ cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
khi đất nước kết thúc chiến tranh, bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Liên Xô cũ, nước Nga sau này vẫn tiếp tục gắn bó son sắt, giúp đỡ Việt Nam chí tình chí nghĩa. Biểu tượng cao đẹp, sáng ngời của mối tình Việt-Nga là công trình Thủy điện Sông Đà được xây dựng năm 1982 đến năm 1994. Nơi đó, 168 người con đã ngã xuống vì dòng điện của Tổ quốc, trong đó có 11 chuyên gia Liên Xô. Đài tưởng niệm đã khắc ghi tên tuổi của họ để đời sau này nhớ đến công lao to lớn của họ. Một biểu tượng khác ghi dấu bước trưởng thành của khoa học vũ trụ Việt Nam từ sự giúp đỡ của Liên Xô. Đó là chuyến bay vào vũ trụ của Trung tướng Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ anh hùng Vygotsky từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Soyuz 37 vào ngày 23 tháng 8 năm 1980. Với sự hướng dẫn của người lái chính là Gorbachev, Phạm Tuân đã thành người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Chuyến bay cũng thể hiện sự gắn bó, giúp đỡ to lớn về khoa học của Liên Xô với đất nước Việt Nam bên bờ biển Thái Bình Dương. Nhiều và rất nhiều công trình ghi dấu ấn tình cảm sâu nặng của hai đất nước, hai dân tộc. Đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô, Công viên Lenin, Liên doanh Việt-Nga, hình tượng các Marx, Lenin sống mãi cùng với màu cờ đỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian là nhân chứng đẹp đẽ cho mối tình Việt Nam-Liên Xô, sau này là Việt-Nga. Khi Việt Nam đã có bước phát triển vững vàng, những người bạn Nga vẫn luôn ở bên ủng hộ, sẻ chia, khích lệ. Các chuyến thăm giữa lãnh đạo đảng và nhà nước của hai bên đã làm bền chặt mối tình hữu nghị trong sáng thủy chung. Tại nước Nga và các nước Cộng hòa Liên Xô cũ, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở các quảng trường, công viên lớn. Các khu trung tâm thương mại như Hà Nội, Moscow, khu nhà ở của người Việt Nam, Chùa Việt, sôi động, góp phần làm phong phú thêm mối tình Nga-Việt. Quốc gia Lào. Trong quan hệ quốc tế, hiếm có một mối quan hệ đặc biệt, bền vững, thủy chung như quan hệ Việt Nam-Lào. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng tắm chung dòng nước Mekong, hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tình hữu nghị trong sáng đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaechon Pomphenhen cùng các thế hệ lãnh đạo của Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tô luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ anh hùng liệt sĩ để trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Ngay từ rất sớm, hai dân tộc Việt Nam, Lào đã gắn bó bền chặt bên nhau chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaechon Pomphenhen kính yêu là những người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết, đặc biệt là sự kết hợp toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Trong thời kỳ hai nước chịu sự xâm lăng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong thế kỷ thứ 19 cũng như là trong thế kỷ thứ 20, hai nước đã luôn đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ sự đoàn kết này, hai nước đã liên tiếp giành hết sự thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong quá trình tìm đường cứu nước của mình, Nguyễn Ái Quốc rất quan tâm đến tình hình Lào. Trên thực tế, từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ thứ 20, Lào là một đầu cầu trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng cứu nước mới của Nguyễn Ái Quốc vào Đông Dương. Năm 1928, đích thân người bí mật tổ chức khảo sát thực địa tại Lào càng cho thấy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào. Cũng trong năm này, chi bộ thanh niên cộng sản đầu tiên được thành lập, đồng thời đường dây liên lạc giữa nhiều thị trấn ở Lào với Việt Nam được tổ chức. Quá trình Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng cho quan hệ đặc biệt là Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam báo hiệu bước ngoặt lịch sử trong thời đại sắp tới của cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng Lào. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, xác lập rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phong trào ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia. Giai đoạn năm 1930 đến năm 1945 là thời kỳ nhân dân hai nước Việt Nam và Lào nương tựa lẫn nhau trong quá trình chiến đấu đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong tiến trình lịch sử đó, bộ phận nhân sĩ, trí thức tiến bộ và các tầng lớp nhân dân Lào có vai trò quyết định trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng Lào cũng như trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hai nước giữa hai dân tộc là Việt Nam và Lào. Người Việt ở Lào là một lực lượng tích cực trong phong trào cách mạng Lào và là nhân tố quan trọng xây đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.
Khi xác định đường đi cho dân tộc của mình, thì đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhận ra rằng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình cần phải có những người bạn đồng minh. Trước hết, đó là hai dân tộc láng giềng Miên và Lào. Sau cách mạng tháng 8 thành công, những ngày đầu tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời Hoàng thân Suphanuvong đến Hà Nội để gặp gỡ, trao đổi những vấn đề liên quan đến hai nước và khu vực. Cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Bộ Phủ, những ngày sống gần gũi với người đã quyết định bước ngoặt quan trọng khiến Hoàng thân từ bỏ giàu sang quyền quý để đi với quảng đại quần chúng, kiên định đi theo con đường cách mạng cứu nước giải phóng dân tộc Lào đến trọn đời. Sự ra đời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 và Chính phủ Lào Isala ngày 12 tháng 10 năm 1945 cùng những mong muốn của hai bên về xây dựng mối quan hệ hoàn hảo và vững chãi hơn trước là một trong những cơ sở đưa tình đoàn kết giúp đỡ nhau lên tầm liên minh chiến đấu. Chính phủ hai nước đã ký Hiệp ước Tương trợ Lào-Việt, Hiệp định về Tổ chức Liên quân Lào-Việt, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác, giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt-Lào. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam và Lào. Hai nước đã xác định rõ phải đoàn kết, đứng lên kiên quyết đánh đuổi xâm lược. Từ cuối năm 1965, Việt Nam phải cử một số đơn vị quân tình nguyện và các đoàn chuyên gia quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa sang làm việc nhiệm vụ quốc tế theo yêu cầu của cách mạng Lào. Trong khi đó, đáp ứng nhu cầu chi viện cho các chiến trường miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia, Lào đã ủng hộ Việt Nam mở đường Tây Trường Sơn, công trình vĩ đại, biểu tượng cao đẹp của quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước, sự gắn bó khăng khít, sự phối hợp, giúp đỡ vô tư, chí tình, chí nghĩa giữa hai nước, giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào đã trở thành sức mạnh vô song và là nhân tố quan trọng góp phần đưa cách mạng hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Gần 50 năm qua, Hiệp ước đó đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Ấn Độ. Lịch sử quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng và vun đắp. Hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và giành độc lập dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ tích cực mạnh mẽ và thực chất của chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ giành độc lập năm 1954, chính phủ Ấn Độ đã không cho phép các máy bay của thực dân Pháp chở vũ khí sang xâm lược Việt Nam bay trên không phận của Ấn Độ. Cả hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam ủng hộ chính sách của Ấn Độ về phong trào không liên kết. Ấn Độ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế ICSC được thành lập theo Hiệp định Geneva vào năm 1954 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình ở Việt Nam. Năm 1975, Ấn Độ đã trao quy chế tối huệ quốc MFN cho Việt Nam. Năm 1978, hai nước đã ký kết Hiệp định Thương mại song phương. Từ năm 1991, Ấn Độ triển khai chính sách hướng đông và sau này chuyển thành chính sách hành động hướng đông. Trong đó, ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trở thành đối tác quan trọng của Ấn Độ trong khu vực. Năm 1992, Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ kinh tế sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm là thăm dò dầu khí, nông nghiệp và chế tạo. Năm 1993, Hội đồng Doanh nghiệp Ấn Độ-Việt Nam đã được thành lập để thúc đẩy kết nối thương mại và đầu tư giữa hai nước. Năm 1997, Ấn Độ và Việt Nam nâng tầm quan hệ đối tác thương mại thông qua ký kết Hiệp định Bảo hộ và khuyến khích đầu tư song phương. Bước vào thế kỷ 21, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu và bước tiến quan trọng. Ấn Độ là một trong những đối tác tin cậy, thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ đối với con đường phát triển và chính sách của Việt Nam trên nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế.
không chỉ trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hợp tác giữa hai nước đang gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và quốc phòng an ninh. Thủ tướng Ấn Độ Modi vào ngày 3 tháng 9 năm 2016, trước hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc, đã từng tuyên bố rằng Việt Nam là trụ cột mạnh mẽ trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và quan hệ song phương giữa hai nước dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và hội tụ những quan điểm về các vấn đề khác nhau trong khu vực và toàn cầu. Việc đặt Việt Nam ở vị trí quan trọng là trọng tâm, cầu nối trong chính sách hành động hướng đông đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nói chung và quan hệ kinh tế nói riêng phát triển lên một tầm cao mới. Nếu như trước kia, quan hệ hai nước chủ yếu thể hiện trên lĩnh vực chính trị, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế thì hiện nay, quan hệ hai nước đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, hợp tác cùng có lợi, trao đổi thương mại ngày càng gia tăng. Các lĩnh vực hợp tác như quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ngày càng được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đang trên đà phát triển thuận lợi dựa trên ba chân kiềng với những cam kết về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế thương mại.